một cái ngày hội thành lập đoàn 26/3. Thì sau khi mọi người tập trung tại đó xong rồi thì chúng ta sẽ di chuyển ra phía bãi biển để mình thực hiện các trò chơi vận động nhẹ, vận động nhẹ rồi tắm biển các thứ để cho mọi người có một cái chút gì đó gọi là sức khỏe. Rồi, thì nãy giờ các bạn bên ban chấp hành cũng khá là nôn nóng về cái trò chơi trên xe. Thì thôi bây giờ trò chơi trên xe thì cũng đơn giản là chơi limo. Thank you.
vì đông qua lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè. Anh cười bộ con lê, em tháo khăn quàng cổ, anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội, bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể réo hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi, lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Em ơi loài người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui, sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Ôi trên này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui này thôi ai biết mai sau. Em ơi đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo, sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm. Thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu, mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở cười mà ông ơi. Cuộc đời này còn dài được bao lâu, đôi chân ta đã đưa ta lang thang đi xa những đầu. Chớp mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, nên ta cứ sống vui đi vì hôm nay là món quà. Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, dù đã có những lúc thất vọng chán chường mà nước mắt cũng buồn rơi. Em hãy động mắt từng đánh cực tất cuộc cuộc chơi rất nhiều lần vấp ngã, em vẫn bất chấp tất cả cuộc chơi buông xuôi trong chuyện vay cho tuổi thanh xuân không thể nuối. Hãy cho em mình cùng nhau thoát bay đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui này thôi ai biết mai sau. Here's to the broken man who stood and walked when